Em xin kính chào quý vị các bạn nha, rất vui được gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong một video ngày hôm nay. Giờ em đang đứng ngay vị trí này là con đường Thái Nguyên quý vị, con đường đại lộ Gia Long ngày xưa nè. Bên kia là công viên 23 tháng 10 quý vị, đối diện với ga Nha Trang á. Đó, không khí của Nha Trang vào đêm hôm nay trước vào ngày Trung thu rồi đấy, ngày mai mới Trung thu mà hôm nay là đã rộn ràng rồi. Bên kia có Múa Lân, mọi người tập trung coi rất đông. Và di chuyển thẳng theo hướng này trên đường Thái Nguyên, quý vị sẽ đi xuống một xe ngã 6. Đông bên công viên bạn người rộn ràng tiếng trống lân. Tối nay đường phố cũng đông đúc hơn vậy, phụ huynh chở con em đi chơi được. Trước ngày Trung thu vậy, rộn ràng ở khu vực công viên 23 tháng 10. Ga Nha Trang rồi. Dạ, và em đang di chuyển tiếp trên con đường này, đó là con đường Lê Thánh Tôn vậy. Ngay chỗ này là ngôi trường Phước Tiến nè. À, bên trong trường tối nay họ cũng tổ chức Trung thu cho các em học sinh á. Không khí rất là nhộn nhịp luôn. Công viên của ngôi trường Phước Tiến này rất là rộng. Nằm ở ngay vị trí số 10 của con đường Lê Thánh Tôn vậy. Trước màn hình của cô chú chị bạn đó là những hình ảnh của vòng xoay ngã 7. Cái vòng xoay ngã 7 này là giao bên tay phải là con đường Ngô Gia Tự giao với đường Lê Thánh Tôn. Di chuyển thẳng trên con đường Lê Thánh Tôn này, cô chú chị bạn sẽ xuống
giao lại với đường Trần Phú, ngay vị trí của tháp Trầm Hương luôn. Đường phố hôm nay khá là đông vui quý vị. Hôm nay phụ huynh họ chở con em đi chơi trung thu cho nên là xe đồ đông đúc hơn so với ngày thường. Bây giờ mời cô chú chị bạn di chuyển qua con đường Tô Hiến Thành. Con đường Tô Hiến Thành này nó song song giống với con đường Nguyễn Thiện Thuật vậy. Nguyễn Thiện Thuật thì nó là con đường một chiều, được mệnh danh là con đường khu phố Tây. Nhưng này nó vắng lắm, so với con đường Tô Hiến Thành này thì nó vắng hơn nhiều. Đường Tô Hiến Thành này được hai chiều nữa cho nên là nó nhộn nhịp hơn. Và ngày nay khách du lịch Hàn Quốc cũng như là Kazakhstan nữa, họ em thấy này họ đi dạo trên con đường Tô Hiến Thành này nhiều hơn so với con đường Nguyễn Thiện Thuật. Có nguyên một đoàn xích lô chở hình như vị khách Hàn Quốc. Các cái quán ăn, quán nhậu rồi mọc trên con đường này cũng khá là nhiều. Các địa điểm mua sắm nữa. Di chuyển thẳng trên con đường Tô Hiến Thành này, cô chú chị bạn sẽ ra giao lại với đường Nguyễn Thị Minh Khai, con đường Hàm Nghi khi xưa. Và con đường Nguyễn Thị Minh Khai thì nó cũng được mệnh danh là con đường khu phố Tây của thành phố Nha Trang ngày nay. Đường Nguyễn Thị Minh Khai thì cái đoạn từ ngay vị trí của Tô Hiến Thành này nè, ra tới giao lại với đường Trần Phú á, là nó nhộn nhịp lắm quý vị. Ngay góc ngã ba Tô Hiến Thành với đường Nguyễn Thị Minh Khai á, có hai khách sạn cũng rất cao và đẹp, tiêu chuẩn 5 sao, cao 40 tầng, đó là cái Regalia Gold Hotel và cái Vinh Gold Hotel á. Bánh căn 51, con đường Tô Hiến Thành này có quán bánh căn cũng nổi tiếng, rất là nhiều những quán ăn uống trên con đường Tô Hiến Thành vậy. Với những dòng chữ Trung Quốc, Hàn Quốc, ngoài tiếng Nga lúc trước. Ở ngay ngã ba của đường Tô Hiến Thành với Nguyễn Thị Minh Khai. Con đường Hồng Bàng rất là nhiều những cây muồng, rất là đẹp. Di chuyển thẳng trên con đường Nguyễn Thị Minh Khai theo hướng này á, là cô chú chú bạn sẽ đi nối dài là đường Quang Đồn, rồi sẽ ra giao lại với con đường Lê Hồng Phong, con đường tỉnh lộ 4 ngày xưa. Đoạn này cũng có rất là nhiều những cái quán cà phê, rồi các quán lẩu, có ăn uống, khách du lịch cũng dạo trên đoạn này đường Nguyễn Thị Minh Khai đông lắm. Dê Thanh Đa này, lẩu bò, lẩu dê đoạn này nhiều lắm vậy. Cái góc Mê Linh và Nguyễn Thị Minh Khai là đường lẩu dê Thanh Đa. Và em đi qua đây là đi vào khu vực của cái hẻm 75 của đường Nguyễn Thị Minh Khai vậy. Vào trong này thì rất là nhiều những cái nhà hàng như nhà hàng An Việt Thôn này, rồi nhà hàng Làng Ngon. Trước hình vì đây là những hình ảnh của nhà hàng Làng Ngon này. Tối nay họ cũng treo đèn lồng đèn lung linh rất đẹp. Và những ngày này thì khách cũng sẽ rất là đông hơn. Gần cái nhà hàng Làng Ngon này là một cái quán cà phê cũng thoáng, nhà quán cà phê Hoa Đồng Nội vậy. Quý vị đi vào cái hẻm 75A của đường Nguyễn Thị Minh Khai nha. Đó. Trong này là cũng có những cái sân bóng. Và bây giờ em di chuyển ra đây là hướng đi ra biển nè. Đi trên con đường Nguyễn Thị Minh Khai nè quý vị. Hướng đi ra lại biển, giao lại với đường Trần Phú. Trên con đường Nguyễn Thị Minh Khai ra ngay vị trí của quảng trường 24 luôn á. Ở bên tay phải vì là cái khách sạn Regalia Gold Hotel và cái Vertigo Hotel, hai cái này nó nằm sát với nhau luôn, cao 40 tầng, tiêu chuẩn 5 sao. Nhiều người không biết là tưởng là một khách sạn,
nên là sát với nhau quá vậy. Ở đoạn này của đường Nguyễn Thị Minh Khai là nhộn nhịp cực kỳ luôn, về đêm khách Hàn Quốc, Kazakhstan, Trung Quốc đồ đi dạo rồi. Và các cái quán hải sản đồ, các quán ăn hai bên của con đường Nguyễn Thị Minh Khai này thì có những cái quán mới mở cũng khá là nhiều. Góc này là đường Nguyễn Thị Minh Khai giao với con đường Nguyễn Thị Thục này quý vị. Hàng ngã tư này lúc nào cũng đông đúc xe, giờ cao điểm là hay bị kẹt, giờ cao điểm là thường là không có thể mà đi thẳng được, phải rẽ qua bên tay trái, bên tay phải đi qua đường Nguyễn Thị Thục. Khách du lịch đi dạo về đêm khá là đông luôn, cái quán ăn nhậu mọc lên, hải sản, các quán hải sản. Trung thu năm nay là có những cái lồng đèn nhỏ nhỏ xinh xinh dễ thương. Ngoài đường Trần Phú kẹt xe luôn quý vị. Cứ vào những cái ngày lễ đồ là có những cái dịp gì đó là đường phố khu vực quảng trường là rất là đông. Hôm nay mọi người ra khu vực quảng trường Hàng Tư vui chơi đông quá vậy rồi. Đó. Đường Trần Phú là xe nối đuôi nhau rồi. Đoạn này bên tay phải vì đó là quảng trường 2 tháng 4. Bên tay trái là hội trường chợ đêm và tháp Trầm Hương nằm bên quảng trường. Khu vực tháp Trầm Hương được cải tạo sửa chữa rồi, quảng trường cũng vậy luôn, cho nên rất là mới và đẹp. Quảng trường ở nay thoáng hơn và trụ cờ cũng được di chuyển qua bên mé biển rồi, và họ làm thêm những cái trụ đèn điện nữa cho nên là rực rỡ. Bốn cái trụ điện ở hai đầu của quảng trường bật lên là nó sáng rực hết luôn quý vị. Nó nhộn nhịp ghê luôn không, ngay chỗ vị trí tháp Trầm Hương này hình như có mua lăng hay sao mọi người chơi rất đông. Không khí ngày 14 âm trước ngày Trung Thu. Ngày mai Trung Thu chắc là rộn ràng nữa vậy, múa lân tưng bừng luôn á. Ở khu vực trước tháp Trầm Hương rất đẹp. Đây là một cái điểm chụp ảnh rất là lý tưởng dành cho du khách. Đến đây em xin tạm dừng video. Xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị bạn đã xem video nhé. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại ạ.